Mời các bạn nghe chuyện đại quản gia là ma hoàng chấp 738, 739, 740. Không nhịn được cười lắc đầu, đan thanh sinh thở dài, chỗ của ta chỉ là một đế quốc nhỏ, không có tài nguyên phong phú gì, lại không có ân oán cùng người khác, bách tính an khang hạnh phúc, sao có thể chọc phải tai họa lớn như vậy, lại để cho kiếm tinh đế quốc khắp nơi nhằm vào, chính là lão già kia. Khi nói đến đây, đan thanh sinh không nói tiếp, chỉ có bờ môi đang động, nói không tiếng động. Mà khi hai vị trí tôn nghe được, trong mắt co rụt lại, cả khuôn mặt lộ ra nét kinh dị. Cười khổ một tiếng, đan thanh sinh bất đắc dĩ thở dài, lão quái vật kia bế quan mấy trăm năm, thực lực đã mạnh hơn trước rất nhiều. Lần này xuất quan, hắn đã động tay động chân, bốn châu nguy rồi, còn xin hai vi sư tôn sớm có chuẩn bị. May mắn ở trên sông Long Hội, nhân tài Tây Châu xuất hiện lớp lớp, nếu những tên tiểu tử này trưởng thành, Tây Châu có lẽ sẽ có một tia sinh cơ. Sắc mặt vô cùng ngương trọng, hai vị trí tôn gật đầu, phun ra một hơi thật dài. Nhưng rất nhanh, lông mày hắc nhiêm trí tôn lại nhíu chặt, vẻ mặt nghiêm túc nói, từ lâu, lão phu cũng không biết nên hay không đem thanh kiếm này cho người. Ha ha ha, đúng là rất mâu thuẫn. Nếu như không đưa, trận chiến này tất bại, không có phần thắng. Nếu là cho ta, không chừng ngày sau, nó sẽ trở thành hung khí giết người của Tây Châu. Ta nếu là hai vi sư tôn, cũng sẽ rất bâng khuâng. Khẽ cười một tiếng, thân thể đan thanh sinh lắp một cái toàn thân khí thế lần nữa phóng lên kêu to đã thế vậy thì làm theo ước định lúc trước đi để cho thực lực quyết định thật sâu liếc hắn một cái hai vị trí tôn cũng bình tĩnh gật đầu hào khí ngút trời nói được để cho thực lực tới quyết định vừa dứt lời hai vị trí tôn cũng phóng ra khí thế của mình một cỗ lực lượng chấn thiên nhiếp địa nhất thời đè ép vô tận kiếm khí của đan thanh sinh lúc trước chỉ trong một thoáng lại giống như rồng vào biển rộng hổ nhập sơn lâm ba người đứng tương đối với nhau, khí thế mạnh mẽ giống như sóng to gió lớn đánh thẳng vào giữa thiên đại, đến không gian còn run rẩy không ngừng, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung. Mọi người thấy cảnh này, vô cùng sợ hãi. Đây là khí thế của ba cao thủ mạnh nhất giới này sao? Quả thực là kinh hãi thế tục, thiên địa không dung. Nếu ba người này thật sự đánh nhau, coi chừng toàn giới này phải bị hủy diệt. Đây cũng là ý nghĩ của tất cả mọi người vây xem ở đây, tuy có chút khoa trương nhưng đây lại là ý nghĩ hiện giờ của bọn họ. Phàm gia trí cường, đã mạnh như thần. Chỉ có chắc phàm, trong lòng thầm than, còn tạm, bọn họ đánh nhau, cũng không nói quá nhiều lời về chuyện thánh binh kiếm đạo mất tích. Bất quá, hiện tại ăn mừng còn quá sớm, còn phải xem kết quả như thế nào. Hiểu lầm này, có kết thành hay không, còn phải xem kết cục chiến đấu ra sao. Chắc phàm nhìn không rời mắt, tiếp tục nhìn chằm chằm chỗ đó, chăm chú không thả. Song lòng Quyết, song long xuất hải. Hét lớn một tiếng, song long trí tôn cùng nhau cho ra song trường, hô một tiếng, hai cỗ năng lượng mạnh mẽ một đen một trắng hòa làm một thể, không ngừng xoay tròn, rất giống thái cực âm dương ngư. Mà theo cỗ lực lượng này xoay tròn, linh khí ở bốn phía thiên địa cũng trở nên dồi dào, không ngừng tụ về phía bọn họ. Trong một lúc hình thành một đầu linh mạnh rất giống đen trắng cự long, há miệng gào thét. Ngay sau đó, hai người song trưởng đẩy về phía trước, cự long gào thét, hung hăng đánh về phía đan thanh sinh cố uy áp mạnh mẽ kia còn chưa tới người đã là làm cho đan thanh sinh ngăn không được mà phải vận chuyển toái bộ không đứng vững trong mắt hơi ngưng tụ đan thanh sinh cũng không nóng nảy ngón tay khép lại chỉ hướng lên bầu trời trong tiếng rồng ngâm gào thét một đầu cự long uốn lượn trèo chỗ hắn chỉ tay giống như trèo một cột trời sau đó kiếm khí mạnh mẽ giữa thiên địa dường như đã tìm tới điểm chung kết ào ạt hướng nơi này tụ lại trong nhất thời hình thành hư ảnh kình thiên kiếm trên ngón tay hắn Đầu cự long kia leo lên thân kiếm, phát ra tiếng gào thét kinh thiên động địa. Âm thanh chấn động thương khung, kéo dài lan ra mấy trăm dặm, toàn bộ đất trời đều đang run rẩy. Trảm long kình quyết, trảm. Đan Thanh Sinh hét lớn một tiếng, sau đó mãnh liệt chém ra một kiếm, hung hăng đánh xuống. Đột nhiên, thiên lôi dẫn ra địa hỏa, cự kiếm nghênh tiếp cự long. Ngay tại thời điểm bọn người giao đấu, trong nháy mắt, một tiếng oanh bạo nổ nứt thiên địa, bầu trời bỗng nhiên tối sầm ánh sáng đều bị che lại. Một luồng lực lượng mạnh mẽ quét ngang bốn phương tám hướng, trong một chốc làm cho sông núi ao hồ ngoại trừ thánh linh khoáng đều bị san thành đất bằng. Trải dài mấy trăm dặm, cảnh tượng hỗn độn, tựa như tận thế buông xuống, sinh linh đổ thán. Mọi người vây xem khi nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi đều ngây người, một kích toàn lực của cao thủ quy nguyên cảnh vậy mà đáng sợ như thế. Tuy trận đối chiến của Trác Phàm cùng Diệp Lân cũng rất đáng sợ, nhưng lại thua xa trận chiến này, nó khủng bố giống như muốn hủy thiên diệt địa. Trong một lúc, sắc mặt mọi người đều trở nên trắng bệch, lần đầu tiên bọn họ được nhìn thấy cảnh giao thủ của những cao thủ như vậy, lại để cho họ run sợ từ tận đáy lòng. Khó trách Đan Thanh Sinh dám nói ra hào ngôn như thế, Tây Châu thập tông tự do đi lại, Song Long Chí Tôn lại là nhóm người lãnh tụ của Tây Châu. Thực lực khủng bố như thế, nhấc nhấc tay cũng có thể hủy diệt một tông, thật đúng là có tư cách này. Hai luồng năng lượng hung hăng đụng vào nhau, giằng co không ngừng, phát ra âm thanh kịch liệt, thiên địa kinh biến không ai nhường ai. Một tiếng vang thật lớn, hư ảnh trường kiếm của Đan Thanh Sinh vỡ vụn, đầu hắc bạch cự long của Song Long Chí Tôn cũng vỡ vụn tan biến. Ngay trong giờ khắc sụp đổ trong nháy mắt, cỗ năng lượng kia vẫn không chịu tiêu tán mà bắn về Đan Thanh Sinh cùng Song Long Chí Tôn. Phốc! Một cỗ long kình mạnh mẽ đánh vào lòng ngực Đan Thanh Sinh, phát ra một tiếng vang trầm đục, làm cho hắn lùi về phía sau mấy bước, sau đó phun ra một ngụm máu tươi đỏ thẳm. Vù vù, hai đạo kiếm khí sắc bén phát ra tiếng oanh minh trói tai, chớp mắt đã tới trước hai vị trí tôn. bọn họ còn chưa kịp phản ứng, hai đạo kiếm khí đã xuyên qua đầu vai hai người bọn họ, hai tiếng phốc suy hình thành hai đường máu. trong một thoáng, sư đồ ba người tranh phong, sau một chiêu hình thành thế hỏa lưỡng bại câu thương, không ai thắng được ai. mọi người thấy cảnh này trong lòng thầm giật mình, cảm than đan thanh sinh này không hổ danh là tây châu đệ nhất cao thủ, lấy một địch hai đối thủ lại là sư phụ trước kia của hắn, còn có thể đánh ngang tay, không thẹn với danh đệ nhất. Sư đồ ba người thấy tình cảnh này, tâm tình vô cùng phức tạp, không biết làm sao. Diêm mép hơi run một cái, hắc nhiêm trí tôn liếc về vết thương trên đầu vai của mình, hắn trầm ngâm rất lâu, sau đó lại bất đắc dĩ thở dài, chậm rãi nói, thanh sinh, ngươi đi đi. Lão ra hỏa, chuyện này, mí mắt giật một cái, bạch mi trí tôn nhìn trầm trầm hắc nhiêm trí tôn, lại nhìn về phía đan thanh sinh. Sau đó lại nhìn về thánh linh khoáng tản ra khí tức quen thuộc kia, hắn bất đắc dĩ thở dài, hơi gật nhẹ đầu. Trong mắt Đan Thanh Sinh nhịn không được nháy một cái, một vệt máu tươi xuất hiện ngay khóe miệng, lại nhìn về lồng ngực lõm xuống của bản thân, ngũ tạng lục phủ trong cơ thể thiêu đốt, sau cùng ánh mắt tối sầm, thở dài. Hắn chỉ có thể cùng Song Long Chí Tôn đánh tới lưỡng bại câu thương mà thôi, lấy thực lực bây giờ của hắn còn chưa đủ để đánh bại hai vị chí tôn, càng không có tư cách cầm đi thanh kiếm kia hai vi sư tôn quả nhiên vẫn giống hệt như trước đây, vì sự yên bình của Tây Châu, mà. Ha ha ha. Bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, trong lòng đan thanh sinh ai oán, hắn cúi đầu thật sâu về phía song long trí tôn, bỗng dung quay người biến mất. Mà sau khi nhìn hắn đi, bạch mi trí tôn cau mày, vẻ mặt lo âu nhìn về phía hắc nghiêm trí tôn nói, lão gia hỏa, ngươi để hắn lấy thanh kiếm kia thật sao? Đúng vậy, trong hang động vốn đã không còn khí tức của thanh kiếm kia, hắn hẳn đã sớm lấy đi lúc trước làm ra động tính lớn như vậy, để cho chúng ta tới, chắc là để chứng minh hắn có thể đường đường chính chính đem thanh kiếm mang đi. Nhưng mà, cho dù hắn thua, hắn cũng sẽ không để lại thanh kiếm kia. Không khỏi bật cười lắc đầu, hắc nhiêm trí tôn lại nhìn về vết thương trên đầu vai, thở dài, chúng ta lấy hai đánh một vậy mà chỉ có thể ngang tay. Nếu hắn lấy thanh kiếm kia ra, chỉ sợ chúng ta đã thua ngay từ đầu, làm sao có thể mạnh như vậy à? Hơi gật nhẹ đầu, trong lòng bạch mi trí tôn hiểu rõ, nhưng vẫn một mặt yêu sầu, lão gia hỏa, ngươi nói không sai, vốn chúng ta cũng định đem thanh kiếm kia cho hắn. Có điều cũng như lời hắn vừa nói lúc nãy, lão gia hỏa ở Trung Châu kia đã bắt đầu hành động, chúng ta lại không có bảo vật tọa chấn. Tên kia sớm muộn cũng tới, có bảo vật lại có khác biệt gì, chẳng lẽ lão quái vật kia không có sao? Mỉm cười một tiếng, hắc nhiêm trí tôn bắt đắc dĩ lắc đầu, đến lúc đó, lão quái vật kia cầm Trung Châu thần kiếm tới đây. Chúng ta vẫn không phải là đối thủ của hắn, chi bằng giờ này đem thanh kia kia đưa cho thanh sinh, để cho hắn vì đạo trong lòng mà chiến. Dù thắng hay thua, ít nhất cũng sẽ không tiếc núi, ổn hơn nhiều so với đặt nó ở chỗ này. Mí mắt hơi run, bạch mi trí tôn trầm ngâm một lát, cũng thở dài, đồng ý gật đầu, đúng vậy, chúng ta trước lại không có bảo vệ đạo trong lòng hắn. Bước hắn đi tới bước này, bây giờ để hắn cầm đi thanh kiếm này, vì đạo trong lòng mà chiến, cũng coi đền bù sai lầm lúc trước của chúng ta. Đen thông đạo kết giới thông thiên các phong bế lại, không cho hắn đường đường chính chính lấy thanh kiếm này trước mặt chúng ta sao? Ha ha ha, lão quái vật Trung Châu xuất hiện lại có thể làm gì, hắn cũng đã lấy đi rồi à. Bất giác mỉm cười một tiếng, dường như Bạch Mi Chí Tôn cũng đã nghĩ thoáng, nhưng rất nhanh hắn lại cau mày nói, nhưng làm thế nào? Hắn lại đi tới nơi này một cách thần không hay quỷ không biết chứ. Chẳng lẽ hắn có thể vào dưới mí mắt chúng ta? Ha ha ha, đến thanh kiếm hắn còn có thể lấy đi, quan tâm làm chi những việc nhỏ này. Không quan trọng, khẽ cười một tiếng, Hắc Nghiêm Chí Tôn quay người biến mất, rời khỏi nơi này. Việc chúng ta nên làm bây giờ là phải liên hợp với cao thủ Ba Châu, chuẩn bị nghênh đón lão quái vật kia mới là việc quan trọng nhất. Lông mày Bạch Mi Chí Tôn nhíu lại, hắn cũng bật cười gật đầu, sau đó cũng biến mất theo. Nhưng mà, bất luận Song Long Chí Tôn hay là Đan Thanh Sinh đều không có phát hiện, một hiểu lầm vô cùng lớn xuất hiện giữa ba người bọn họ. Song Long Chí Tôn cho rằng mình thua nên để Đan Thanh Sinh cầm thanh kiếm kia đi nhưng đan thanh sinh lại cho rằng hai vị trí tôn biết hắn sẽ đến nên cố ý đem thanh kiếm này rời đi hai thanh kiếm này vẫn còn ở trong tay hai người bọn họ lại thêm việc hai bên không phân được thắng thua hắc nhiêm Chí tôn lại kêu hắn rời khỏi hắn cho rằng đây là sư tôn có ý muốn đuổi đi hắn không thắng được song tôn bọn họ sẽ không đem kiếm cho hắn chỉ có thể ảm đạm rời đi cuối cùng bảo vật trấn châu của tây châu kình thiên kiếm này trở nên vô cùng mờ mịt đan thanh sinh cho rằng nó ở trong tay song tôn song tôn lại nghĩ nó bị đan thanh sinh cầm đi thế nhưng mọi người vạn lần không nghĩ tới thanh kiếm này lại bị chắc phàm nắm trong tay chờ song tôn lần nữa trở lại đối diện chiến trường bọn hắn kêu mọi người tản đi cũng không có chuyện gì khác thường nhìn thấy cảnh tượng như vật chắc phàm thở ra một hơi trong lòng thầm mừng hai bên đã hình thành hiểu lầm hắn vốn là tên cướp chân chính lại có thể đứng ngoài cuộc mỉm cười lắc lắc đầu chắc phàm cảm than trong lòng Đừng nhìn quan hệ trước kia của ba người bọn hắn là thầy trò, nhưng sau khi mối quan hệ này tan vỡ, khi gặp lại nhất định sẽ xấu hổ. Ba người bọn họ vốn là hạng người cao ngạo, sẽ không tính toán chi ly, giải thích cho nhau. Nếu không, khi Đan Thanh Sinh nghe được song Long Trí Tôn kêu hắn rời đi, sẽ quật cười tiếp tục truy vấn, không lấy được thể không bỏ qua, khi đó âm mưu của chắc phàm chắc chắn sẽ bị lộ tẩy. Dù không lập tức làm cho Đan Thanh Sinh nghi ngờ, nhưng trước sau hắn cũng sẽ trở thành đối tượng trọng điểm bị giám thị, Chuyện lộ tẩy là điều sớm muộn. Đáng tiếc, tên này quá kiêu ngạo, quá sĩ diện. Không thắng, tức là không có tư cách cầm về thần kiếm. Vốn đan thanh sinh nghĩ như vậy, mới không nói hai lời, quay đầu rời đi, mới hình thành án thiên cổ kỳ oan này. Ha ha ha, như vậy lão tử có thể yên lòng tiêu giao tự tại A. À? Khóe miệng cười một tiếng, trong lòng chắc phàm cười thầm, đắc ý nghiêng đầu. Bọn người dương sát cũng cảm thấy kỳ lạ, ể, eh, sao ngươi lại vui mừng như vậy? chúng ta giành được vị trí cao, chẳng lẽ ngươi không vui vẻ sao? Ha ha ha, lông mày nhíu lại, chắc phàm vẻ đương nhiên qua lao nói. Ách, không khỏi sừng sờ một chút, nhưng trí tôn đại nhân không phải đê ớ sớm công bố rồi sao, sao bây giờ ngươi mới mừng rỡ như vậy? Thì, ta phản ứng có chút chậm, con ngươi liếc trái liếc phải, chắc phàm cười đùa một tiếng. Khóe miệng nhịn không được hung hăng run rẩy, bọn người dương sát không khỏi nhìn nhau một cái. Bất đắc dĩ nhún vai, mọi người liếc nhìn nhau, cũng bật cười lắc đầu. Vị trác quản gia này nhiều lúc cũng rất kỳ quái, hắn ở trong lòng mọi người, rất thần bí. Tiếp đó, mọi người mọi người mang theo trác phàm trở về nghỉ ngơi, đợi thương thế hắn khôi phục, sẽ lên đường về tông. Nhiệm vụ ở song Long Hội đã hoàn thành một cách viên mãn, đợi về tông nhận khen thưởng. Chỉ riêng dương sát ba vị cung phụ đã chờ không kịp muốn mang tin tốt này về tông môn. Ngay lúc này, một âm thanh già nua ghé vào tai hắn, ai, tiểu gia hỏa, mấy người này ngươi cũng nên đi về đi. Hắn sợ hãi quay đầu, một bóng dáng quen thuộc đập vào mắt, chính là Đan Thanh Sinh. Tiền, tiền bối, sao ngài lại đến đây? Trong lòng căng thẳng, chắc phàm nuốt một ngụm nước bọt, trên mặt lộ ra nụ cười cứng nhắc. Lão già này không lẽ là phát hiện cái gì, tìm lão tử để thăm dò. Trong lòng chắc phàm có chút e ngại, Đan Thanh Sinh bất đắc dĩ bật cười một tiếng, lắc đầu, thở dài, ai, cuối cùng vẫn thất bại, hai vị trí tôn sớm đã đề phòng ta, lão phu không lấy được thanh kiếm kia. Ta thấy tiền bối lấy một địch hai, còn có thể làm cho song tôn bị thương, thật là lợi hại. Thanh thần kiếm này, trừ tiền bối, toàn bộ Tây Châu này, người nào có tư cách nắm giữ. Vội dựng thẳng ngón tay cái, chắc phàm vuốt mông ngựa lấy lòng. Nhưng trong lòng lại đang đoán mục đích đan thanh sinh tới đây, âm thầm đề phòng. Một đôi mắt say mơ màng nhìn về phía hắn, đan thanh sinh bật cười ra tiếng, khoát tay, cười mắng, tiểu tử thúi, đừng nói vuốt mông ngựa. Dù là đánh ngang hay là đánh thua, thì cũng không có tư cách nắm giữ thanh thần kiếm kia. Ai, cứ như vậy, trận chiến kia của lão phu sợ là giữ nhiều lành ít. Cái gì, tiền bối ngài còn một trận chiến. Nhướng mày một cái, chắc phàm hỏi dò. Hơi gật đầu, đan thanh sinh gật đầu, thở dài, đúng vậy, đệ nhất cao thủ Trung Châu, bất bại kiếm tôn. Lão phu tự hỏi, có thể vượt qua 10 chiêu của hắn, đã rất không tệ. Cái gì, thực của tiền bối vậy mà có thể cùng hắn chiến 10 chiêu. Người kia rốt cục mạnh như thế nào? Trong mắt co rụt lại, ngữ khí chắc phàm trị trệ, kinh ngạc nói, Trung Châu đệ nhất cao thủ cùng Tây Châu đệ nhất cao thủ chênh lệch lớn như vậy sao? Xì cười một tiếng, đan thanh sinh phun ra mùi rượu nồng nặc, nhìn về chắc phàm, trịnh trọng nói, tiểu tử, ngươi còn trẻ, không khỏi có chút kiệt ngạo bất tuần. Nhưng ngươi nhớ kỹ, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiến. Đệ nhất Tây Châu có là gì? Đi ngoài Tây Châu, ta chưa chắc có thể xếp vào 10 hàng đầu. Mí mắt hơi giật một cái. Dù sao, chắc phàm cũng là thánh vực ma hoàng chuyển thế, cao thủ gì chưa thấy qua. Chỉ là vùng đại lục này, trên lệch về thực lực lại lớn như vậy, thật là làm cho người ta kinh ngạc run sợ. Nhìn ra được suy nghĩ trong lòng hắn, đan thanh sinh cười một tiếng, nói, trên đại lục, chỉ có trung châu khác biệt so với bốn châu còn lại, người biết khác biệt về cái gì không? Hơi lắc đầu, chắc phàm nói trong lòng, lão tử không phải người đại phương, làm sao lại biết những chuyện này? Bố cục khác biệt. Đan Thanh Sinh đột nhiên ngưng tụ, thở dài nói, bốn châu còn lại, tông môn làm chủ, các đế quốc hàng năm đều phục vụ cho tông môn. Dạng nhân tâm này dễ tụ dễ tán, không hình thành chiến lực. Dù sao nếu luận về chiến đấu, thì đế quốc có ưu thế hơn hẳn. Trong lòng run lên, chắc phàm gật nhẹ đầu, nhắn lông mày trầm tư. ực ừ một tiếng, Đan Thanh Sinh lại uống một hớp rượu, thản nhiên nói, nhưng Trung Châu không giống vậy, ở đó có một lão quái vật, một đế quốc to lớn, kiếm tinh đế quốc. Bất bại kiếm tôn, lão tổ tông của kiếm tinh đế quốc, mấy ngàn năm thậm chí mấy vạn năm trước, liền sáng lập ra đế quốc. Trừ thực lực cường hãn COA bản thân, bọn hắn còn không ngừng nuốt chửng những quốc gia cùng tông môn chung quanh, sau đó lan ra tới một châu đều là phạm vi của kiếm tinh đế quốc cái gì. Toàn bộ một châu đều là của đế quốc. Mi mày hơi lắc một cái, trong lòng chắc phàm kinh hãi vô cùng. Bây giờ hắn đã biết vì sao Trung Châu mạnh như thế, bốn châu còn lại không thể so cái hiệu suất phát triển này, đế quốc là đơn vị, cơ quan quốc gia lực lượng, tất nhiên mạnh hơn nhiều với tông môn năm bè bảy phái. Một đế quốc lại có thể xưng bá một trậu, tuyệt đối là vô cùng bá đạo. Ít nhất, bốn châu còn lại chưa xuất hiện qua, cũng không phải bọn họ không muốn, mà là không có người lãnh đạo kiểu hung hãn như vậy, coi như người muốn hợp nhất lại lực lượng một châu, cũng không làm được. Thật sâu liếc nhìn chắc phàm một cái, đan thanh sinh nặng nề vỗ bả vai hắn, cười nói, tiểu tử, ta có thể nhìn ra. Người là người làm chuyện lớn, thậm chí khí chất trên người người có chút giống lão quái vật kia, lãnh đạo quần hùng, xưng bá một phương. Nhưng tiền đề là ngươi phải nhanh chóng đề cao thực lực, Trung Châu bên kia đã bắt đầu hành động, còn không ít thời gian, nhưng ngươi còn quá trẻ, thời gian cho ngươi không nhiều. Ách, ngài nói cái gì, chuyện của Trung Châu, liên quan gì đến ta? Không khỏi sững sờ một chút, chắc phàm bộ dạng lưu manh quay đầu hỏi. Xì cười một tiếng, đan thanh sinh thản nhiên nói, lão quái vật kia từ một đế quốc nhỏ trải qua ngàn năm, cuối cùng thống nhất Trung Châu. Việc tiếp theo hắn muốn làm, đó là muốn biến đất đai trong thiên đại này trở thành vương thổ. Đến lúc đó, tất cả mọi người đều bị liên lụy vào, ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Coi như người muốn sống yên ổn, hai nữ oa kia có thể lẫn trốn sao, thiên vũ đế quốc sau lưng các nàng có thể lẫn trốn sao. Ha ha ha, tương lai của Tây Châu nằm trong tay các ngươi. Ta hy vọng, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, không nên đợi đến lúc đó lại hối hận. Cười khẽ một tiếng, đan thanh sinh chậm rãi đứng lên, chuẩn bị rời đi. Ai, trước khi đi, nên đi nói với hai nữ oa kia một tiếng, hy vọng mầm non của Tây Châu có thể trưởng thành nhanh chóng. Có thể ngăn lần tai nạn này hay không, mặc chi trời định đi. Mí mắt hơi run, trong lòng hắn ngưng trọng, chân trừ không quyết. Vốn hắn muốn tĩnh tâm tu luyện, sớm ngày trở về thánh vực, nhưng theo lời của Đan Thanh Sinh, trận đại lao bất kể lúc nào cũng có thể phát sinh này sẽ bao trùm hết Nam Châu. Mình hắn không đáng lo, một thân một mình, muốn trốn chỗ nào cũng được, Ai có thể làm gì được hắn? Nhưng mà đại nghiệp của lạc gia nếu bị cuốn vào trận loạn chiến này rất khó thoát thân. Hắn phải chuẩn bị tốt mọi thứ mới có thể an tâm rời đi à? Trong lòng chắc phàm âm thầm suy nghĩ, bóng người đan thanh sinh dần trở nên mờ ảo. Nhưng trong khoảnh khắc chuẩn bị biến mất, dường như nghĩ tới chuyện gì, hắn nhắc nhở nói: đúng rồi tiểu tử, ngươi cũng nên an bài thỏa đáng nữ oa kia, phải trân trọng người trước mắt. Xin tha, lão tử là ma, sao lại vướng vào nhi nữ tình trường? biết đan thanh sinh đang nhắc tới ai khuôn mặt hắn đỏ lên ùm ùm nói ha 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 là ma lại thế nào ngươi cũng là một con người đừng làm chuyện mà bản thân phải hối hận một đời một tiếng trêu chọc thật dài bóng người đan thanh sinh cũng biến mất rời đi nơi này trác phẩm bất đắc dĩ trợn mắt một cái trong lòng lại thêm một phần phiền muộn lần từ biệt ở song long hội này sẽ rất khó để gặp lại trong mắt lóe lên một tia đau thương chắc phàm thật sâu nhắm mắt lại ba ngày sau chắc phàm tĩnh tọa tu luyện trong gian phòng của mình tổng thể thương thế trên người đã tốt hơn nhiều mà trong lúc này đệ tử những tông môn khác cũng ngo ngoe rục dịch lên đường về tông các đệ tử ma hồn tông kiếm hồn tổng trước khi trở về còn cố ý lại đây chào hỏi chắc phàm chúc hắn sớm ngay khôi phục các kiểu sau đó cũng rời đi chắc phàm hôm nay ta cùng sương nhi phải về rồi khi nào người mới khởi hành bỗng nhiên một tiếng cười khẽ của nữ tử truyền tới cửa phòng bị người mở ra hắn nhìn qua là vĩnh ninh nhíu mày chắc phàm thản nhiên nói thương thế của ta chưa lành hẳn chắc cũng phải đợi đến 10 ngày nữa mới có thể lên đường phòng ngừa bất chắc phòng bất chắc có người muốn hại ngươi sao khẽ giật mình vĩnh ninh vẻ mặt kỳ quái nói vô thức cười một tiếng chắc phàm cười một tiếng hắn thản nhiên nói ta cũng không biết ai muốn hại ta dù sao ta gây thủ quá nhiều cẩn thận một chút vẫn hơn trầm ngâm nửa ngày hai nữ đều gật đầu song long hội lần này chắc phàm gây thủ không ít để phòng ngừa bị đánh lén trong bóng tối cũng cần phải phòng bị vẹn toàn không thể lấy thân thể tàn tật để bọn hắn có cơ hội lợi dụng đã như vậy bọn ta đi trước một bước vĩnh ninh hai nữ phất phất tay cười sắn lạn giống như hoa đào trong ánh mắt còn có một tia quái dị chắc phàm nhìn ra chút kỳ quái suy nghĩ một chút bóng gió nói hai người các ngươi đi chỉ sợ không an toàn muốn hay không chờ vài ngày ta đưa các ngươi về thật sao vĩnh ninh khẽ giật mình vui vẻ hỏi sương nhi hung hăng giật ống tay áo nàng trừng liếc nàng một cái lúc này vĩnh ninh mới khôi phục tâm trạng cười rực rỡ nói không cần bọn ta về cùng khuyên thành tỷ trên đường có thể hỏi thăm nàng một ít việc làm sao để biết tâm tư của ngươi nịnh nọt ngươi ô ô vĩnh ninh còn chưa nói xong sương nhi khuôn mặt đỏ bừng vội che miệng nàng lại huyền thiên Tông cũng đi lông mày nhướng một cái hắn trầm ngâm một lúc trong đầu hiện lên lời nói của đan thanh sinh vội vàng cất bước ra ngoài hai nữ thấy vậy không khỏi sững sờ, cũng vội vàng đuổi theo. Chỉ một lát, ba người đi tới điểm đặt chân của Huyền Thiên Tông ở Song Long Viện, chỗ đó tụ tập một đám đệ tử Huyền Thiên Tống, xem ra là chuẩn bị ra về. Chư nữ Thúy Nhược Hoa khi thấy Trác Phàm đi vào, cũng khẽ gật đầu, cùng nhìn về phía Sở Khuynh Thành. Khuynh Thành tỷ, hắn tới. Đan Nhi kéo ống tay áo của Sở Khuynh Thành, nhỏ giọng nói. Thân thể hơi chấn động một cái, Sở Khuynh Thành chậm rãi xoay người, bắt gặp cặp lãnh mâu của hắn đang nhìn chăm chú nàng nâng bước đi đến trước mặt hắn hỏi vết thương đã lành chưa đã khá hơn nhiều rồi sao bây giờ mới hỏi có chút muộn a à? ha 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 chắc quản gia không phải luôn một thân một mình ghét nhất ồn ào sao sao bây giờ lại trách ta nghiêm túc nhìn chắc phàm bất giác sở khuyên thành cười ra tiếng hơi trầm ngâm một chút chắc phàm trịnh trọng nhìn về phía sở khuyên thành nói cho ta thời gian nửa năm chuyện kia nửa năm sau sẽ cho ngươi một câu trả lời chắc chắn nói xong hắn quay người rời đi không có một chút do dự, nhưng Sở Khuyên Thành lại đứng lặng tại chỗ. Sau đó, khóe miệng nàng hơi nhếch lên, trong mắt xuất hiện nước mắt của sự hạnh phúc. Sau đó nàng xoay người, uyển chuyển giống như hồ nước đang nhảy múa, đi vào bên người chúng tỉ muội. Mọi người xung quanh thấy cảnh này liền trợn tròn mắt, sao băng sơn mỹ nhân dịu dàng hiền thục của bọn họ giờ khắc này lại rộ ra tươi cười rực rỡ, hoạt bát hiếu động như vậy chứ? Tiểu tử kia đã nói cái gì với nàng? Khuynh Thành tỷ, ngươi sao vậy? Đan Nhi nhìn về sở khuyên thành, thì thào hỏi. Vẻ mặt mừng rỡ nắm tay nàng, sở khuyên thành có chút kích động, vui mừng nói, hắn vừa nói sẽ cho ta một đáp án, hắn rốt cục cũng. Mọi người thấy vậy cũng một mặt mẻ mang, câu nói là có ý gì vậy? Chỉ có sở khuyên thành hiểu rõ, đây là chuyện thật lâu lúc trước nàng có hỏi qua chắc phàm, nhưng hắn trước sau vẫn không đối mặt với chuyện này. Tuyên thiếu vũ lạnh lùng nhìn tất cả, song quyền nam chặt, trong mắt lộ ra đầy vẻ ghen ghét. Nửa năm, hừ, rất tốt, Mười ngày sau, Trác Phàm nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, hít không khí thật sâu, rồi lại thở ra, thân thái sáng láng, thương thế trên người hắn đã khỏi hoàn toàn. Tại ngoại môn, sớm đã tập trung đầy người, chín tên đệ tử của Ma Sát Tông cùng Dương Sát ba vị cung phụ. Bọn họ ở đây đợi thương thế của Trác Phàm tốt hơn, sẽ cùng nhau hồi tông. Trác Phàm, chỉ thiếu mỗi người, hẳn là bấy giờ có thể lên đường rồi. Đầy mặt ý cười nhìn về phía Trác Phàm, trong mắt Dương Sát toát ra một tia hưng phấn, ta đã truyền tin về tông môn nói hai tháng sau chúng ta về tới chỉ là hắc hắc ta cũng chưa báo kết quả lần này cho bọn hắn biết nhớ mày một cái nhìn về nụ cười xấu xa của dương sát rồi lại nhìn về bộ dạng nhịn cười của bọn người suy cười một tiếng người làm như vậy sẽ làm cho bọn hắn gấp chết ha 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 để cho bọn hắn lo lắng mới thú vị chúng ta ở chỗ này liều chết bọn hắn chỉ ở trong tông chờ đợi tin tức như vậy quá có lợi cho bọn hắn không khỏi cười lớn một tiếng Dương sát dí dỏm nháy mắt mấy cái với chắc phàm, ngươi lại sắp rời đi, không nhân cơ hội lần này trêu chọc đám lão ra hỏa kia, về sau sẽ không có cơ hội nữa. Dù sao chỉ cần chúng ta đem tin mừng lớn này về, cho dù bọn hắn có căm giận ngút trời, cũng sẽ dập tắt trong một lúc, đúng hay không? Liếc nhìn nhau, tất cả mọi người đều cười lớn một tiếng, không nói gì. Chắc phàm, ngươi, ngươi muốn rời khỏi ma sách tông. Đột nhiên lúc này, một giọng nữ kinh dị vang lên, chắc phàm quay đầu nhìn qua, liền thấy hai nữ vĩnh ninh cùng sương nhi vẻ mặt kinh dị nhìn về phía hắn ngươi muốn đi đâu ít nhất cũng phải cho ta một chỗ cụ thể đi chứ nếu không bọn ta cũng không biết đi đầu tìm ngươi mỉm cười một tiếng ánh mắt hắn như hòa thì thào lên tiếng các ngươi không cần tìm ta chờ ta trở về ma sách tông nói rõ một tiếng rồi đi về nhà ở thiên vũ các ngươi cần tìm sao thật sao không khỏi giật mình hai nữ vui vẻ kêu ra tiếng chắc phàm cười nhạt lắc đầu rồi lại gật đầu xác nhận nói tất nhiên hai nữ trong một lúc tâm hoa nộ phóng chắc phàm thật trở về lạc gia như vậy bọn họ có thể sớm chiều trung đụng bọn họ không cần phải tiếp nhận nỗi khổ tương tự tha hương xa như vậy nữa chỉ là sở khanh thành không có trở về cùng hai nữ có chút tiếc nuối dù sao nếu nói người xếp hạng nhất trong lòng chắc phàm sợ là không người có thể thắng qua sở khuynh thành nữ tu dạng lại lại không thể sớm chiều ở chung với chắc phàm cho dù là tình địch cạnh tranh với nhau các nàng cũng cảm thấy vạn phần tiếc hận Sở Khuynh Thành ung dung rộng lượng, sớm đã thâm nhập vào lòng hai nữ, các nàng cũng không ghét bỏ, nếu có thể chung chồng mà nói, người tỷ tỷ này cũng không tệ. Được rồi, chúng ta lên đường. Không đợi hai nữ tiếp tục suy nghĩ, đã bị một tiếng hét lớn của Trác Phàm đánh gãy. Dương Mắt nhìn mọi người rời đi, hai nữ không dám chậm trễ, vội vàng đuổi theo. Nhưng chưa đi được mấy bước, thân thể Sương Nhi bỗng dưng chỉ trệ. Sương Nhi, ngươi sao vậy? Vĩnh Ninh thấy vậy thì giật mình, vội vàng nâng nàng lên, hỏi chắc phàm thấy vậy nhưng mày đi đến bên cạnh hai người hỏi xảy ra chuyện gì vậy không biết chỉ là lúc nãy trong lòng run sợ một hồi bây giờ đã hết rồi trong mắt hiện lên vẻ mờ mịt vẻ mặt xương nhi cũng vô cùng nghi hoặc lắc lắc đầu ngay lúc nãy nàng cảm nhận được một tia nguy hiểm giống như có người nào đến gần nàng nhưng cảm giác này rất nhanh lại biến mất làm cho nàng kỳ quái một hồi chắc phàm cũng tĩnh tâm ngưng thần một chút do xét bốn phía không phát hiện điều dị thường gì cũng không để trong lòng Chắc là đây là vấn đề trong cơ thể Sương Nhi, khi về điều dưỡng một hồi thì sẽ không sao. Tất cả mọi người cũng không coi đây là chuyện to tác gì, từ biệt xong Long viện, đoàn người chuẩn bị khởi hành. Thế nhưng, Sương Nhi lần nữa rung động, kêu gọi đến từ nơi sâu xa. Đùng! Một tiếng vang thật lớn, giữa rừng rậm, một cửa đá ngàn năm đã bị rêu xanh bao trùm nổ ra. Chỉ trong một thoáng, từng luồng ánh sáng mặt trời chiếu qua sơn động tối tăm ẩm ướt kia, trong đó có hai bóng người, vẻ mặt mệt mỏi đứng dưới ánh nắng trên mặt là sợ hãi xen lẫn vui mừng. Nhị hoàng tử điện hạ, vân gia tổ điện này, chúng ta cũng tìm được rồi. Ha ha ha. Thở hồn hển từng ngụ, một người áo đen tu vi chỉ có thiên huyền cảnh nhìn về một tên thanh niên quần áo lam lũ, kinh hỉ nói. Khóe miệng hung hăng run rẩy, thân sắc trong mắt hắn điên cuồng, hơi gật đầu, nắm thật chặt tơ lụa ố vàng trong tay không ngừng lay động. Đúng vậy, tốn mấy năm, chúng ta cũng tìm được tới địa phương quỷ quái này đại ca, phụ hoàng, chờ nhi thần phá giải bí mật của vân gia tổ đại tìm được Tây Châu đệ nhất nhân kia, nhất định sẽ phục hung thiên hạ của Vũ Văn gia chúng ta, trả thù cho các người. Còn lão Tam, tên hỗn đản bán nước cầu vinh như ngươi, cứ chờ cho lão tử, ngày lành của ngươi sắp tận rồi. Ha ha ha. Thanh niên điên cuồng cười to, hai mắt đỏ bừng, trong mắt tràn đầy vẻ phẫn hận người áo đen ở một bên nhìn, phun ra một ngụm chọc khí thật dài, hắn cảm động âm thầm gật đầu. Thái tử điện hạ năm đó thơ dệt nên lời hoang đường, để cho nhị hoàng tử này đến báo thù. Dù sao có cửu hận, mới có động lực bọn họ những thủ hạ này chỉ là cấp dưới của thái tử điện hạ bản thân cũng cùng đương kim hoàng đế vũ văn thông không có thủ lớn gì sau khi thái tử điện hạ chết cho dù là người trung thành tuyệt đối những năm này bị cả nước truy sát căm giận thù hằn cũng bị ma diệt hết chỉ riêng nhị hoàng tử vẫn một mực tìm kiếm nhóm người của vân gia tổ đại kinh lịch qua biết bao gian nguy vẫn có thể chống đỡ đi tiếp cuối cùng ở bên cạnh hắn chỉ còn chính mình có thể nghĩ tới nhiệm vụ này vốn là ra cho bọn thủ hạ bọn hắn làm bọn hắn sớm đã từ bỏ nhưng vị nhị hoàng tử này có thể kiến trì đến bây giờ đế quốc không còn thể không bỏ qua nghĩ tới đây người áo đen có chút khâm phục nhị hoàng tử này tuy ngọn nguồn bên trong hắn không biết gì cả cứ mơ mơ màng màng hơi ngẩng đầu người áo đen nhìn về xa xa phía trước dẫn đầu đi nhị hoàng tử điện hạ thuộc hạ đi dò đường phía trước ngài theo sát phía sau cẩn thận một chút được làm phiền hắc ưng hơi gật đầu trong mắt nhị hoàng tử ngưng tụ theo sát phía sau. Trải qua mấy năm gian khổ, nhị hoàng tử này đã chút xuống vẻ ngạo khí sốc nổi của con cháu hoàng thất, trở nên thành thục hơn rất nhiều. Thấy cảnh này, người áo đen vui mừng, cười sáng lạng nói, nhị hoàng tử điện hạ, ngài quá khiêm tốn rồi, ta vốn là thuộc hạ của ngài, đây là việc ta nên làm. Ai, ngươi quá tự coi nhẹ mình. Hắc ưng, nếu không có người giúp đỡ, bản điện cũng sẽ không đi được đến đây. Một đường theo sát, dưới chân gập nghềnh, nhị hoàng tử cảm thán vì tìm vân ra tổ đại chúng ta đã trải qua bao nhiêu gian nan chắc trở trận pháp bẫy dập cơ quan cản đường chết biết bao người chạy biết bao người hiện tại ta là một người cô đơn cũng chỉ còn ngươi một đường làm bạn đồng sinh công tử từ nay về sau người ta chính là huynh đệ thân thể trì trệ lại hốc mắt người áo đen có chút đỏ bừng trong lòng ê ẩm hắn không dám nghĩ tới bọn họ theo sự phân phó của thái tử đem nhị hoàng tử này coi như quân cờ vậy mà nhị hoàng tử lại đối đãi với hắn tốt như vậy trong lòng hắn hổ thẹn vạn phần hắn muốn đầu đuôi ngọn nguồn báo ra hết thảy miễn cho nhị hoàng tử vì muốn báo thù mà tiếp tục làm khổ bản thân nhân tâm là thịt coi như hắn là tử sĩ của thái tử nhưng tiếp xúc cùng nhị hoàng tử nhiều năm như vậy tâm cũng có xu hướng nghiêng về hắn hắn không đành lòng nhìn chủ nhân mới này vì thù hận không đáng mà đi vào đường chết xảy ra chuyện ngoài ý muốn nhưng nếu như vậy thì kế hoạch của thái tử nhị hoàng tử điện hạ trong lòng do dự nội tâm hắc ưng vô cùng mâu thuẫn bước chân hắn chậm chạp, mi mày nhăn nhó, như đang muốn nói cái gì. Vậy mà, giờ khắc này, dưới chân hắn lại đạp hụt một cái, lao thẳng về trước. Bịch. Một tiếng vang nhỏ phát ra, bóng dáng Hắc ưng đã biến mất trong hang động, nhị hoàng tử giật mình, đuổi bước lên phía trước, Hắc ưng. Không đợi hắn đi bao xa, lại bịch một tiếng, đã không thấy bóng dáng. Mà tại vị trí chỗ hai người họ biến mất, là một cái hố đen rộng lớn, dường như có thể thôn phệ tất cả mọi thứ.